Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu với các bác cái mẫu tổ máy series là 16U có khay để mixer. Đây là series 16U có khay để mixer cho các bác làm live show, tổ chức sự kiện tiệc cưới, hoặc là các bác nắp ở trong ba vũ trường, phòng trà, phòng hát gì đó. Rất là đầy đủ nhé. Như hôm trước em có review một cái tổ rẻ tiền rồi, hôm nay thì review tổ nó xịn xịn tí, đúng không ạ? Tổ này là cái tổ nhập khẩu cao cấp nhé. Tất cả đây, các bác đang xem đây, này cái hình ảnh chính thức của cái tổ máy này, hàng nhập khẩu cao cấp, giá đắt lắm. Các bác mua cái tổ như thế này trên thị trường giá nó đâu đó nó khoảng tầm trên dưới 3 triệu đồng. Nhưng hiện tại cái mẫu này bên em đang bán với mức giá khá là cao, nhưng cũng chưa thể thông báo được. Thì em sẽ đo cái kích cỡ nhé, để các bác ví dụ như đặt trong phòng trà, tìm cái chỗ nào để đặt thì các bác có luôn cái kích cỡ để các bác tham khảo. Ví dụ như hai bên này, đây nhá, là bên cạnh này, bên có tay sách là bên cạnh, cái bên mặt này đấy và cái mặt kia nó cũng giống như này đây, thì là mặt trước và mặt sau đấy. Ví dụ như cái mặt sau ấy thì là, ví dụ như mặt này mặt sau đi thì là có liền luôn cái chốt khóa đây để các bác thuận tiện đấy. Ví dụ đặt trước, nếu mà chốt khóa mình đặt là đằng trước này thì cũng được thôi, nhưng mà bên em thì em thường thường là cho cái chốt khóa này về đằng sau, khi mình bỏ mixer vào nó sẽ không bị vướng quá nhiều. Em sẽ đo cho các bác nhé, kích thước chiều ngang mặt này là vào 53 cm, chiều sâu này, chiều sâu tính cả nắp ốp yếc đầy đủ nhé thì nó vào 67 cm, và chiều cao con này là 1m1. Đo cho các xem chiều cao là đúng là 1m1 luôn. Đấy. Nếu như các bác về mà nắp vào trong những phòng trà đấy, hoặc là các bác đi làm live show tổ chức sự kiện tiệc cưới, nếu mà nằm ngoài trời thì cái tủ này là tủ ba mạch, tức là có ba cái khoang, các bác có thể tháo rời hẳn ra cái mặt trước và mặt sau này, hai cái có thể kết hợp lại ghép lại thành một, thành như là một cái ghế ngồi. Ví dụ các bác đấu dây dợ xong là tháo mặt trước mặt sau này ra, mặt này mình đặt ngửa xuống đất, sau đó là bỏ dây dợ vào, xong là úp nốt cái mặt này, hai cái đặt vào nhau khóa vào, chốt vào thì được đấy. Và quan trọng hơn nữa là các bác đặt nằm ra, đặt theo kiểu dạng như này nhưng nằm ra để thành ra được một cái ghế ngồi đây nhá, inox này. Úi xôi ôi, thằng quay phim này. Ok đấy nhá, tủ của xe ép rất là cao cấp, không đình tinh liền thuyền nữa. Bây giờ em sẽ cố gắng mở hẳn ra cho các bác xem cái tủ này rất là cao cấp nhá, không phải là cái tủ của loại rẻ tiền đâu. Tủ này nó rất là xịn sò. Tủ này thì bên em đang bán với mức giá khá là cao do chi phí vận chuyển từ bên nước ngoài về Việt Nam, và với cả cước rồi thuế má nữa, các kiện nữa này, rất là chắc chắn luôn nhá. Nếu như các bác mở ra này một tay đẩy ra là không ra được, các bác phải dùng sức, dùng hai tay mới tháo được cái mặt trước này ra đấy. Nếu một vỗ này nó cũng phải mấy hơi đấy, rất là chắc chắn luôn đó. Ok rồi, ra được một nửa rồi đây đấy nhá. Ví dụ các bác nhá, các bác làm nay sau sự kiện xong nhá, hay là mới đi nắp nhá, hãy chuẩn bị đến giờ vận hành test thử, bao nhiêu giày dắt thừa các bác bỏ hết trong đây, xong lại thêm một cái miếng như thế kia nữa, các bác úp vào đấy. Xong chốt khóa bốn góc vào, các bác đặt nằm ra này cho em đấy, đặt ra này thì là có hai người ngồi đây đấy, hai chỗ để ngồi luôn, hay không ạ? Nhà máy thiết kế sau hay thích nhỉ. Hay mặt sau này cũng tương tự nhá, mặt sau này cũng bốn chốt khóa chứ không phải là hai chốt. Các loại tủ cao cấp này thì gỗ nó rất là dày, gỗ rất là dày, em đảm bảo cho các bác đi làm nó an toàn và cái độ bền chắc của các cái tổ này đấy. Lưu ý là cái tổ này nhá, rất là chắc chắn này các bác này đấy. Lưu ý cái tổ này là gỗ là toàn gỗ xịn hết. Với thứ hai nữa là có mặt trước mặt sau, mặt trước là có tay khóa này, mặt sau ấy là không có gì đấy. Cũng có đệm khóa thôi đây. Ví dụ như mặt là con mixer các bác mở ra này, đó,
mixer mở hẳn ra. Đó. Mở lên như nào. Nó chắc chắn đấy cơ mà. Vỗ phải mấy hơi nó mới ra được. Đây, rất là xịn luôn. Đặt tạm đây. Có tặng theo đầy đủ cho các bác ốc. Trong đây là cái đệm mút này. Đó, có đệm mút. Ví dụ nhá, ví dụ mà các bác đi làm, các bác muốn thuận tiện dây rắc, các bác về bác có khoan lỗ đây. Khoan lỗ 10cm đây. Theo hổ dày rộng cắm trên cái sơ. Đấy. Xong đằng sau này nữa các bác mua thêm các cái kiểu là thanh thanh nhôm hay thanh sắt đấy. Cái panel các bác gắn những cái chốt những cái kiểu như là rắc speckon, rắc XNR, rắc calon ấy để đằng sau này 3-4 thanh. Đấy, thế là thành ra một cái khung đệm rồi. Ví dụ cắm dây thì cắm luôn vào thanh này, không phải cắm trực tiếp vào đẩy. Ví dụ dây ở trong đẩy đấu nó quá là lằng nhằng hay là vương víu thì các bác nó chế thêm một cái thanh, một vài thanh panel nữa đặt ngoài này. Đấy, nó cũng được, rất là hay. Đây là tem phiếu công ty khi xuất kho nhá. Phiếu xuất kho, số điện thoại em đây. Đó. Quay chi tiết cho các bác xem. Thì em cũng đo luôn nhá. Đo luôn cho các bác xem chứ không nhiều các bác cũng không biết thông số nó như thế nào. Thì đây ví dụ mặt trong đấy nhá, trong của mixer. Nó vào đây em đo này, vào 50cm này. Khoảng 50cm nhé. Sâu là 49cm. Úi xời ơi, 49-50. Cũng may là 49-50 chứ không phải 49-53. Ok. Đấy. Và đo cho các bác xem là cái chiều cao bản thân cái khoang nắp đẩy này là bao nhiêu cm. Chiều cao tối đa nếu mà tính cả đến đai U là 70cm này nhá, 70cm. Đó. Còn nếu mà cao hết cỡ thì nó vào đâu đó khoảng 74-75cm là hết cỡ. Đấy, tính từ dưới đất lên trên. Đó, ok. Thì các bác là quan tâm đến sản phẩm tủ máy 16 U Quý Sơ hàng nhập khẩu cao cấp này thì các bác thừa biết rồi đúng không ạ? Liên hệ đặt hàng nhanh còn kịp. Số lượng thì không có nhiều lắm. Nha. Đây. Ví dụ đây. Em sẽ làm luôn cái ví dụ cho các bác xem. Lưu ý là cái tủ này là nó có hai mặt. Cánh này cũng có hai mặt. Đặt đúng cánh thì nó mới vào được, còn đặt mà sai cánh cái là nó không khóa được. Đây, ví dụ em sẽ thử cho các bác xem nhá. Quay một mình nó hơi khổ tí. Đấy, sẽ cố gắng ví dụ luôn cho các bác. Như này là đang bị ngược này. Đấy, các bác nhìn này là đang bị ngược này, đúng không ạ? Vậy ngược thì làm nào? Đặt một cánh ngược lại. Đặt cái cánh này ngược lại. Rất là to, rất là nặng. Sẽ bị cồng kềnh. Đấy, ví dụ các bác có bao nhiêu dây dợ các bác nhét hết trong khoang này. Nhét hết trong này cho em. Sau đó thì làm gì? Sau đó thì đặt ra ngồi lên uống nước thế thôi. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ đây, khóa lại. Đây nữa, cái này cũng khóa lại. Vậy là xong. Bây giờ chỉ việc là ngồi lên, hai người ngồi lên. Thiếu cái dây gì thì lại mở bốn cái chốt này ra. Ok không ạ? Đặt này lên, đặt này nằm này. Ngồi lên xong ngồi trên đây chỉnh. Đó. Hoặc là đặt tủ máy sang một bên. Chỗ mình ngồi một bên. Đây. Tủ máy một bên này. Mình đồ ngồi một bên này. Xong bên đây là cái đàn nữa, hai người ngồi nghịch đàn. Đó, cũng được đúng không ạ? Còn cái nắp này thì các bác để đâu đó tùy. Ví dụ nắp này nha. Các bác làm mà có mixer thì các bác để lên trên đây. À không có mixer thì các bác để lên trên đây. Các bác kê làm cái gì đó cũng được. Đấy, hoặc là có loại tủ mà có cái khay mixer còn kéo thằng nữa cơ. Đấy, rất là nhiều trò. Như này thôi cũng được rồi. Cái này là khá là thoải mái. Không còn gì để mà kêu rồi. Rất là đầy đủ cho các bác làm nice show tổ chức sự kiện. Tương đối là chuyên nghiệp. Làm một mình nó khổ lắm. Thuê người thì bây giờ mùa Covid không dám thuê. Đây. Ví dụ này. Ví dụ cho các bác này như này. Đó. Có khoang mixer đồng hòa. Đấy, các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm tủ máy này thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá thì em xin phép không kể.
Bởi vì kể cái này lên thì giá thì mỗi chỗ một khác. Báo giá xong công ty thu hồi hàng, chết dở. Ok, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau. Lần sau có cái hàng gì khủng khủng em quay cho các bác xem. Toàn hàng cao cấp thôi, toàn hàng nhập khẩu.